Obama, Joe Biden và nhà nước ngầm cuống cuồng lo sợ vì hai tin không tìm thấy bằng chứng để đàn hạch Tổng thống Trump. Tổ chức quyền sinh sản của phe Dân Chủ cấp tiến lỡ miệng tiết lộ chấn động. EU tiết lộ về kế hoạch khủng trị giá 150 tỷ đô ở lục địa đen trong tham vọng đối trọng Trung Quốc, liệu có đủ hay không? Và sau đây là phần tin chi tiết. Ông Mark Whitaker, cựu Bộ trưởng Tư pháp thời Tổng thống Trump cho biết, theo ông quan sát, ông đã chẳng thấy yếu tố nào có thể truy tố ông Trump về tội gì. Tuy việc mang tài liệu mật ra khỏi tòa Bạch Ốc có vẻ nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa có bằng chứng gì cụ thể vì còn tùy nhân viên đang đi mò tội. Theo ông Whitaker, nếu kêu gọi dân chúng biểu tình để phản đối trong ôn hòa như Tổng thống Trump đã là một tội, thì tu chính án số 1 bảo vệ quyền tự do ngôn luận cần phải được viết lại. Cuối cùng vẫn là quyết định của Joe Biden. Theo báo The Wall Street Journal, việc bổ nhiệm công tố đặc biệt chỉ là mang xiết màu mè, vì thực tế Bộ trưởng Tư pháp hay chính xác hơn, sếp của ông ta, tức là Joe Biden, vẫn là người có tiếng nói cuối cùng quyết định báo cáo phải được viết như thế nào, và sau đó lấy quyết định truy tố hay không truy tố ông Trump. Công tố đặc biệt chỉ là thứ màng the để chính quyền Biden núp sau đó cho bất tính phe đảng quá lộ liễu. Việc Tòa Bạch Ốc khẳng định không hay biết gì về việc công tố đặc biệt được bổ nhiệm là chuyện nói láo trắng trợn, chẳng ma nào tin. Nếu thực sự Biden không hay biết gì về quyết định tày trời này, thì vấn đề đặt ra là Biden có đang kiểm soát chính quyền của ông hay không? Hay ông ta chỉ là bung sung và quan chức cao cấp tự do múa may? Nhưng thực sự là Biden lại chịu sự điều khiển của Barack Obama và thế lực ngầm sau lưng Tòa Bạch Ốc. Việc truy tố cựu Tổng thống Trump đang đi vào bi kịch. Chính Obama và thế lực ngầm đang quay cuồng không biết làm sao để qua mặt được dân chúng hòng hạ bệ Tổng thống Trump. Nếu họ làm một cách bừa bãi thì chắc chắn rằng dân chúng sẽ vùng lên và khi đó thế cờ sẽ bị lật ngược. Với tài trí của Donald Trump và hậu thuẫn từ 100 triệu dân Mỹ thì chắc chắn đầm lầy Washington sẽ bị phanh phui mất. Nhưng vì họ đã phóng lao rồi mà không làm thì tức là họ đã thua trước ông Donald Trump. Và họ biết chắc chắn một điều rằng nếu Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc vào năm 2024 thì số phận của họ cũng đối mặt với song sắt nhà tù mà thôi. Trước mắt phải kể đến Joe Biden, Obama và George Soros. Còn trùm cuối nữa vẫn chưa tìm ra được chính xác là ai, là thế lực nào mà hung hãn đến như vậy, dám chà đạp trên tù chính án thứ nhất. Cũng trong một bản tin liên quan, Thượng viện thảo luận về việc bổ nhiệm ông George Kent làm đại sứ Mỹ tại Estonia. Ông Kent trong thời Biden làm phó tổng thống là phụ tá cố vấn pháp luật trong tòa đại sứ Mỹ tại Ukraine. Khi đó, phó tổng thống Joe Biden bay qua Ukraine áp lực chính phủ Ukraine phải sa thải công tố Viktor Shokin đang điều tra tham nhũng trong công ty dầu khí Burisma, là công ty mà cậu ấm Hunter Biden được mời làm thành viên hội đồng quản trị. Nếu không, Biden sẽ không cho Ukraine vay 1 tỷ đô. Chính phủ Ukraine đành sa thải ông Shokin, thay thế bằng một công tố khác và công tố mới ra lệnh ngưng mọi điều tra về Burisma. Ra điều trần trước Thượng viện, ông Ken bị Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz hỏi về chuyện này, nhưng bà Thượng nghị sĩ Dân chủ Jen Psaki, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã chặn không cho ông Cruz hỏi, chuyển ngay qua vấn đề khác. Ngay sau đó thì ông Ted Cruz vặn hỏi lại, thì bà Shin trả lời tỉnh bơ mà không có một lời giải thích. Tôi không cho phép ông hỏi về vấn đề này. Vậy chứ đảng Dân Chủ luôn luôn tố cáo phe Cộng Hòa muốn phá nát thể chế dân chủ của Mỹ đấy, thưa quý vị. Tổ chức quyền sinh sản của phe Dân Chủ cấp tiến lỡ miệng tiết lộ chấn động. Cụ thể bà Maria Cardona thuộc phe Dân Chủ, bà là một chuyên gia về phá thai của CNN, cũng là thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm Quyền Sinh Sản, là một tổ chức vận động hợp pháp toàn cầu nhằm thúc đẩy quyền sinh sản, chẳng hạn như phá thai. Sứ mệnh đã nêu của tổ chức này là sử dụng luật pháp để thúc đẩy quyền tự do sinh sản như một quyền cơ bản của con người mà tất cả các chính phủ có nghĩa vụ pháp lý phải bảo vệ, tôn trọng và thực hiện. Bà đã viết bài nhận định thật dài ca tụng chiến thắng của phe bà gọi là những người bảo vệ quyền sinh sản trong cuộc bầu quốc hội vừa qua. Tuy nhiên, cái mỉa mai thô bỉ nhất mà phe cấp tiến tung ra là việc họ giải thích rằng phá thai, giết bào thai được gọi là quyền sinh sản. Thưa quý vị, có lý hay là không? Vậy thì quyền sinh sản ở đâu? Quyền được sống của những đứa trẻ vô tội đang ở đâu?
EU tiết lộ về kế hoạch khủng trị giá 150 tỷ đô ở lục địa đen trong tham vọng đối trọng Trung Quốc, liệu có đủ hay không? Thưa quý vị, kế hoạch đầu tư vào lục địa đen lần đầu được công bố nằm trong khuôn khổ sáng kiến cửa ngõ toàn cầu trị giá 300 tỷ euro của EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu là bà Ursula von der Leyen và Chủ tịch Liên minh châu Phi Fakir Mahamat đã gặp gỡ tại Brussels và tiết lộ chi tiết về kế hoạch trị giá 150 tỷ euro của EU dành cho lục địa đen trong khuôn khổ sáng kiến cửa ngõ toàn cầu. Sáng kiến cửa ngõ toàn cầu thể hiện sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của EU từ hỗ trợ phát triển sang đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, cùng với đó là đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và sản xuất. Trước đó một năm, kế hoạch đầu tư vào lục địa đen lần đầu được công bố vào tháng 12 năm 2021, nằm trong khuôn khổ sáng kiến cửa ngõ toàn cầu trị giá 300 tỷ euro của EU. Trong đó, khoản đầu tư vào châu Phi chiếm 50% trong khoản ngân sách cho sáng kiến này. Nhiều nhà quan sát coi sáng kiến cửa ngõ toàn cầu của EU là đối trọng với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Thực tế, những phát biểu của bà von der Leyen cũng có sự so sánh với những dự án cơ sở hạ tầng khác. Sự khác biệt của sáng kiến cửa ngõ châu Âu so với những dự án cơ sở hạ tầng khác là sự minh bạch, quản trị tốt và mục tiêu nâng cao giá trị, kỹ năng cho đối tác. Khoản đầu tư của EU đều có đủ để cạnh tranh với Trung Quốc hay không? Bên cạnh sáng kiến cửa ngõ toàn cầu, EU còn kết hợp cùng Mỹ trong sáng kiến đối tác vì cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu trị giá 600 tỷ đô để cạnh tranh với vành đai và con đường của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Politico, trong khi quy mô của vành đai và con đường ngày càng lớn mạnh và vững vàng, thì phương Tây vẫn đang chật vật xây dựng thương hiệu. Những dự án của phương Tây được coi là đối trọng với Trung Quốc vẫn còn mơ hồ, chưa thực sự cụ thể. Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh hơn so với EU do sáng kiến vành đai và con đường được triển khai từ sớm năm 2013, khi mà các quốc gia đang phát triển coi đây là cơ hội để thúc đẩy kinh tế của họ phát triển. Và trong khi Trung Quốc có các công ty nhà nước tham gia vào chiến lược toàn cầu của họ, thì phương Tây không thể sử dụng các công ty tư nhân theo cách tương tự. Học giả Erin Murphy từ Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế cho hay, phương Tây đang cố gắng đuổi kịp Trung Quốc, nhưng việc cố gắng cạnh tranh với quy mô và phạm vi của vành đai và con đường là không thực tế. Ông Murphy cho biết, thay vào đó, phương Tây có thể cạnh tranh theo cách thông minh bằng việc tập trung vào chất lượng của các dự án thay vì số lượng và tập trung vào những lĩnh vực ngách mà Trung Quốc chưa để tâm. Chi tiết về khoản đầu tư 150 tỷ euro của EU vào châu Phi. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo chung, bà von der Leyen và Mahamat đã đề cập tới xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đã đặt ra những thách thức lớn về an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho cả hai lục địa này. Châu Âu đã cam kết đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia châu Phi chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các loại năng lượng sạch, trong đó đuổi bật nhất là sáng kiến xanh châu Phi và EU. Ước tính khoản đầu tư vào lĩnh vực này trị giá 15 tỷ euro. Hiện tại, một số dự án xanh do EU tài trợ đã được triển khai tại nhiều quốc gia của châu Phi, bao gồm khoản đầu tư 1,6 tỷ euro cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Morocco, 3 tỷ euro cho dự án quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với Nam Phi và 1 tỷ euro để hỗ trợ bờ biển Nga chuyển đổi sang phát thải carbon thấp. Vào đầu tuần này, EU cũng nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp hydro của châu Phi có tiềm năng phát triển mạnh, có thể cung cấp ít nhất là 40 GW điện sản xuất vào năm 2030. Vấn đề an ninh lương thực của châu Phi cần những hành động ngay lập tức và cam kết tài trợ 4,5 tỷ euro cho lục địa này đến năm 2024 để giúp lục địa đen gia tăng sản lượng lương thực địa phương thông qua việc áp dụng các công nghệ hiện đại. Hai bên cũng cam kết hợp tác trong vấn đề cung cấp phân bón và cùng nhau giải quyết các thách thức trong ngắn hạn và dài hạn liên quan đến phân bón. Khoản đầu tư cũng sẽ được sử dụng để xây dựng các cơ sở hạ tầng lớn nhằm liên kết hai châu lục. Theo đó, EU và AU đã xác định 11 hành lang chiến lược để phát triển các chuỗi giá trị mới có thể mang lại lợi ích cho các ngành công nghiệp của cả hai bên. EU đã công bố khoản tài trợ trị giá 58,6 triệu euro cho hành lang ở Tây và Trung Phi và khoản đầu tư trị giá 91 triệu euro cho hành lang Mombasa Kisangani ở Trung Phi. Hai bên cũng sẽ hợp tác để liên kết các tuyến cáp Internet dưới biển. Hai tuyến cáp ngầm dưới biển hiện đang được triển khai là tuyến Medusa kết nối với các quốc gia Bắc Phi và các nước EU và tuyến cáp này dự kiến sẽ được mở rộng tới Tây Phi. Cùng với đó là chuyến châu Phi 1 sẽ liên kết với châu Âu với toàn bộ bờ biển phía đông của châu Phi.
Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.